Con Đâm Ly giải mã đời rất cao của Đề Đông luôn, 1610, giá 4 triệu đồng. Có cả khiển để chỉnh các tính năng đường vào, tín hiệu này, rồi to nhỏ nha, đấy, volume nha. Giá 4 triệu đồng anh em, giải mã HDMI. Tiếng hay, chỉnh bát chép trên máy luôn. Ấn đây. Lên xuống để ra bát xong sang trái sang phải để tăng giảm. Cầu loa A cộng B, bát chép lao lướt đầy đủ anh em nhé. Đẹp như mới luôn, zin test luôn, chưa mở ốc con này anh em nhá, 195W nhưng rất khỏe luôn. Cầu loa B, cầu loa A, giải mã HDMI, đối quang 8AV, đối quang in out đầy đủ. Giá 4 triệu đồng cho em đó các bác nha. Một con Đâm Ly đời cao anh em, chơi quá hiện đại luôn, xịn sò, giải mã 24 bit.